vâng, các đoàn thể quý vị thân mến, và quả thật đúng là dòng sông nào cũng chảy về biển cả, cuộc tình nào dậy cũng dẫn đến hôn nhân, và dù cho đối cách sông ngăn, không gì ngăn nổi duyên anh với nàng. Xua mây để đón trăng vàng, giang tay để đón nàng về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Cha mẹ cô bác họ hàng vui mừng thông báo với xóm làng gần xa, ngày lành tháng tốt tròn ra, đám cưới của hai con nhà ta sẽ diễn ra rộn ràng. Và các đất đoàn thể quý vị thân mến, và đến giờ phút trang trọng này, xin được trân trọng kính mời đoàn thể quý vị quan khách của chúng ta hãy cùng nhau bỏ những chén rượu và những đôi đũa của mình xuống, và chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía cổng diễn hôn, và chúng ta hãy cùng nhau nổ một tràng pháo tay thật to, thật rộn rã để cùng nhau chào đón hai bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Hồng My và chú rể Hà Khải. Và đến giờ phút này, xin được trân trọng kính mời chú rể Hà Khải hãy nắm chặt tay của cô dâu Hồng My, và chúng ta sẽ cùng nhau trở về sân khấu của gia đình để ra mắt tất cả quý vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng và kính mời. Vâng, các đất đoàn thể quý vị thân mến, và quả thật đúng là ở nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, và tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cuộc đời của con. Với các đất đoàn thể quý vị thân mến, về phía phái đoàn họ gia đình nhà gái thì anh Thiên xin được trân trọng kính mời bác Lù Văn Thiên và bác Hoàng Thị Minh Hầu là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Hồng My sẽ cùng nhau trở về sân khấu của gia đình. Hiện tại trên sân khấu của chúng ta đã có đầy đủ cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình rồi phải không ạ? Vâng, các đất đoàn thể quý vị thân mến, và một năm thì bắt đầu từ mùa xuân, và tình yêu của đoàn bạn trẻ cũng đã đủ năm, đủ tháng, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ, cả chữ duyên, đủ cả quan viên bốn họ hai nhà trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vâng, các đất đoàn thể quý vị thân mến, và để tỏ lòng thành kính đến đoàn thể quý vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay, thì anh Tiên xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình của chúng ta hãy cùng nhau cúi chào tới toàn thể quý vị bằng một cái cúi chào thật sâu. Một lần nữa trân trọng và kính mời. Vâng, và toàn thể quý vị hãy cho đại gia đình của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin quý vị rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và hiện tại trên sân khấu của chúng ta đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Hồng My Sánh Xuyên cùng chú rể Hà Khải của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được ra mắt tới toàn thể quý vị, và quả thật đúng là yêu và được yêu, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời mà con người, là món quà vô giá một cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Cũng như cờ vồng thì bắc qua cơn mưa thì luôn tỏa ánh sáng hào quang, như có tình yêu cao sang, tình yêu mạnh mẽ. Dù ngày mai còn gian nan vất vả, đôi bạn trẻ của chúng ta đã không ngại bước qua một tình bạn chân chính, và để rồi đã bước đến một tình yêu chung thủy. Và trở về ngày hôm nay đây, anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, với mình sẽ lại với ta, chọn xanh đây đứa, mặn mà tình thông ra, tình yêu đôi bạn đẹp như là ánh bình minh. Giờ vâng, cứ đưa tập thể quý vị thân mến, và được sự đồng ý của hai bên gia đình, và được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sở tại, hôm nay thứ sáu ngày mùng 3 tháng 11 năm 2023, tức ngày 20 tháng 9 năm Quý Mão, tại gia đình nhà gái bản Ỏ, xã Trường Ngân, Mai Sơn, thành phố Sơn La, MC Anh Tiên là người kết nối chương trình này. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ vô quy của đôi bạn trẻ cô dâu Hồng My Sánh Xuyên cùng chú rể Hà Khải xin phép được bắt đầu. Thưa
Xin toàn thể quý vị thân mến, những tràng nhạc, những tràng pháo, hoa quyện và những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị quan khách vừa rồi cũng đã minh chứng rằng kể từ giây phút này đây, các bạn trẻ của chúng ta, đó chính là cô dâu Hồng My và chú rể Hà Khải, đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách còn mà trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày xưa các cụ, các ông, các bà của chúng ta cũng thường dặn dò các con của mình rằng yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, mổ gà từ phần con cái đôi, mổ lợn từ phần cái đôi với cả các móng giò, muốn qua sông thì phải nhìn đò, muốn cho nên hạnh phúc thì phải nghe lời dặn dò của mẹ cha. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và được sự ủy quyền của hai bên gia đình thì cũng đã nhờ những cái làm chương trình có lời phát biểu và gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và đến giờ phút này thì anh Tiên xin phép được nói bằng tiếng Thái ạ. Dạ vâng ạ. Còn già tà nai ở cả đất sơn bay bà khởi cánh bà hâu cả nhà mặc mền quấn con cắn cái ngoa để sơn ma điều có trắng bay bà lại khót lả cỏ trắng tô xa áo lại quan báo quan xào cả trắng tô xa ải sơ êm cỏ trắng ma mà nỉ tư gan tay rào cả trắng bồng hà lẩy mưa lì bên chăn mưa sắn bên chép mưa lẹp chép lì vì chiên bần mà có đang tổ chức cưới hở lượt phía mấy nói bền cù số đổi cắp cằn cỡ đang cờ đằng máu xung khỏi cái chiếc xó táng nà tang ta sòng phượng sòng pha phố già tà nai xung khỏi cái xó cảm ơn bà mẹ bên ông ải êm hâu khỏi cả thái nam nửa sửa lì bị hợp kiềng áo cắn mấy ỉn ma muôn có chôm pa ở chôm cười có tơ hơn tay rào có ba mỡ ở xung khỏi cửa bóng khót người xưa vào mẹ bên ông ơi có đứa xó tạm quam hở ải êm bù ra tà nay phòng phái chưa hơn có đứa xó chúc hở xung ải xung êm xung pò xung mè chưa phủ cho côn hâu và cửa hảo hoàn xiềng sờ sẽ kín phát tay mưa nả mà mưa nửa quam hai bang xìa quam lì hở lầy dệt sáng lầy cay sáng tên lưng chưa được cả chân sưng bờ sờ sưng nhọt phải na cha mai nha khổng lưng chưa được cửa hà lu hà lan hâu bị tăng mảng tăng cày đến nữa xung ải xung êm xung pò xung mè chưa phủ cho côn hâu nữa hảo hoàn xiềng sờ nữa bà mẹ bên ông nữa. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì anh Tiên có đã lời phát biểu và gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và chắc hẳn cô dâu và chú rể của chúng ta cũng đã cảm nhận được tình cảm của hai bên gia đình rồi phải không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đến giờ phút trang trọng này xin được trân trọng kính mời chú rể Hà Khải hãy nắm chặt tay của cô dâu Hồng My và chúng ta hãy cùng nhau tiến lên một bước. Mời toàn thể quý vị quan khách của chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến buổi lễ trao tặng quà của hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, và món quà đầu tiên thì anh Tiến xin được cả trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu Hồng My sẽ có những món quà kỷ vật của mình để dành tặng cho hai con. Xin mời. Liên nòng nhớ bảy ô nong con lựa ải bố chư lu hà và phủ chi khám khẽ nong bảy ta ho thấu lựa lu bố chư ải lằng ma bố hắc bánh ngâu cắn lu cửa nhá in chu xìa nong nơ nhà tập tì đi lánh nong ba sớ ải ải hát bê tòn ẩu nong má xú chương trình vẫn được phép thay mặt cho các dâu và chú rể. Tôi xin được cảm ơn những món quà của hai bên gia đình và xin chúc cho hai bên gia đình của chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công cho cuộc sống và luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho các con sau này. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn những món quà của chị Huyền là chị gái của con dâu đã dành tặng những món quà kiểu vật của mình để dành tặng cho hai em. Và toàn thể quý vị quan khách của chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay lớn nữa để cùng nhau chúc mừng cho đại diện bên phía phái đoàn họ gia đình nhà gái được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của chú rể Hà Khải sẽ cùng trao những món quà kiểu vật của mình để dành tặng cho hai con. Xin mời gia đình ông bà. Và cũng xin được trân trọng kính mời chị Hồng sẽ cùng trở về sân khấu của gia đình và dành những món quà kỷ vật của mình để dành tặng cho em. Xin mời. Em
Dạ vâng, kính thưa thể có vị thân mến, và đến giờ phút này tình yêu của các bạn trẻ của chúng ta cực nhân lên trôi lên rất là nhiều, đã rất sự hiện nhiều hiện diện đông đủ của tất cả các vị quan khách, các vị khách quý có mặt trong bữa ăn tiệc ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê. Và xin chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta bằng giờ năm tới nữa sẽ có cháu để bồng bào bế ra, và dù cho là gái hay là trai cũng để mẹ cha hai bên vui mừng, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn những món quà của thần sinh phụ mẫu của chú rể. Và xin được trân trọng kính mời chị Hồng là chị gái của chú rể sẽ cùng cho những món quà kỷ vật của mình để dành tặng cho hai em. Xin mời. Mọi người xin được cảm ơn những món quà của chị Hồng đã dành tặng những món quà rất là tuyệt vời và đầy nghĩa nhất để cùng nhau và chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Và đặc thể quý vị quan khách của chúng ta hãy dành tặng cho đại gia đình của chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, và đến giờ phút trang trọng này xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau và cùng nhau tiến lên một bước nữa được không ạ? Vâng, xin mời đôi bạn trẻ ạ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, giờ mà kết thúc thì quý vị thân mến, và quả thật đúng là mẹ đón em về làm dâu của mẹ, anh đón em về làm vợ của anh, chiếc nhẫn trao tay là hàng ngàn nỗi nhớ, đôi chúng mình tròn kia bên nhau. Và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy cùng trao chiếc nhẫn kỷ vật đầu đời của mình để dành tặng cho nhau. Xin mời. Vâng, xin mời chú rể hãy xé chiếc tem Made in Vietnam đi ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy tháo bỏ cho quá sát ạ. Xin mời chú rể hãy lắc được thở mạnh được không ạ? Mạnh mẽ lên đi ạ. Ui giời ơi, rất là tuyệt vời phải không ạ? Mời chào một tuần lớn được không ạ? Vâng, rất là thành công. Và xin chào kính mời các bạn trẻ chúng ta cùng tay trong tay rất là thân thiện tình yêu. Xin mời. Vâng, người kế tiếp thì quý vị thân mến, và quả thật đúng là em như chén rượu đầy, anh chưa uống mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, cho anh xin uống để say suốt đời. Những giọt rượu đang chảy trên tháp rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, và đó là những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu, và những làn khói trắng lan tỏa trên tháp rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng minh chứng rằng kể từ giây phút này đây, đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi. Và xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ đến tiếp cho bánh thứ hai. Xin mời. Vâng ạ, vẫn công việc cũ của mình ạ, xé sao là bóc sao vẫn phải sóc thêm mặt đi nữa chú rể nhá. Vâng, xin mời chú rể hãy tháo bỏ cho khóa sắt ạ. Vâng ạ, chiếc khóa két sắt của nhà mình nhá. Vâng, lắc thân mạnh và dùng ngón tay cái của mình để khui xe bánh. Vâng, rất là thành công. Xin chào kính mời các bạn trẻ có thể cùng tay trong tay rất là sáu đi rượu trên bàn tiệc của mình. Xin mời của cô dâu và chú rể dành lên những bậc thân sinh, những bậc sinh thành của mình trong buổi trưa ngày hôm nay để cảm ơn công lao nuôi dưỡng sinh thành dưỡng dục của mình. Và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu Hồng My. Vâng, xin mời chú rể hãy nâng ly rượu cho người vợ thân yêu của mình nha. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ quay sang để chạm ly với nhau. Một lần nữa xin mời hai bên gia đình. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể cũng đại diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay sang để chạm ly với nhau ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau trở về vị trí của mình được không ạ?
Mọi người các thể quý vị thân mến, toàn thể quý vị quan khách của chúng ta ơi, toàn thể quý vị quan khách của chúng ta đã đến đây rồi. Thì đến giờ phút này thì anh Tiên xin được trân trọng kính mời các bác trưởng mông của chúng ta đã rồi ạ. Chúng ta đã cùng nhau rót đầy đi rượu của mình chưa không ạ? Chuẩn bị chưa? Anh em ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, hảo hán nữa. Xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay sang để bắt tay với nhau để gắn kết tình thông gia hơn đi ạ. Vâng, xin hai bên gia đình ạ. Vâng, và một lần nữa thì anh Tiên xin chúc chào mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ bền chặt như keo sơn. Và kể từ giây phút này, hai bên gia đình của chúng ta đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi. Vâng, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như là diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau bước xuống từng bàn tiệc để cùng uống rượu chung vui với toàn thể của vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời đại gia đình ạ. Lẩu áo yêu buồn cái đấy nào. Không chứ khắp quán bắt xe có đến bên nào ơi. Thế đủ lẩu bắt xe này quá xuống mọi người ơi. Chứ khắp quán bắt xe này. Trân trọng kính mời vị, chúng ta hãy cùng lên đăng ký cho mình một bản tình ca yêu quý nhất để hát mừng hạnh phúc trăm năm cho trẻ trong chiều nay. Trân trọng kính mời vị rất nhiều. Và như ngay sau đây thì con bao sao đồng là ơi sài gòn